Hiền Hồ vào mối quan hệ với anh nương tựa U60, bạn bè thân thiết đều biết. Sự việc xoay quanh ca sĩ Hiền Hồ và anh họ U60 vẫn đang là tâm điểm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mới đây nhất, dân tình còn tinh ý soi ra điểm bất thường trong bức ảnh ôm nhau thân mật rò rỉ tại khách sạn của Hiền Hồ và vị đại gia nọ. Theo đó, trong bức ảnh tình tứ ôm hôn vừa được phát tán thì dân mạng không nằm ngoài cuộc vui khi vô tình phát hiện điểm đáng nghi trong chiếc túi màu trắng lạ có mặt trong bức hình. Suốt những ngày qua, cái tên Hiền Hồ liên tục xuất hiện trên hot search ở tất cả các truyền thông mặt báo. Mỗi ngày trôi qua là dân mạng có dịp hít drama bể phổi những tình tiết mới trong vụ việc. Không còn là những đồn đoán vô căn cứ mà netizen liên tục khui ra loạt ảnh thấm thiết của cả hai. Nhiều fan còn thẳng thắn giằng mặt, không biết anh em họ hàng nương tựa kiểu gì mà lại có cử chỉ vượt giới hạn thế kia. Loạt ảnh thân mật giữa Hiền Hồ và đại gia U60 bị phát tán. Trước đó vào tối 20 tháng 3, mạng xã hội đã được fan dậy sóng được loạt ảnh tình cảm của Hiền Hồ và đại gia U60. Theo đó, ông Hồ Nhân, cha đẻ của vaccine COVID-19 Nanocovax đã bị rò rỉ những bức ảnh thân mật với nhau. Khi ồn ào nổ ra, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã khóa hàng loạt tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Về phía Hồ Nhân, ông cũng phủ nhận mối quan hệ, giải thích rằng cả hai chỉ là anh em mà thôi. Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu. Vị đại gia giải thích thêm. Tuy nhiên, vào trưa ngày 21 tháng 3, dân tình lại chia sẻ loạt khoảnh khắc nữ ca sĩ Hiền Hồ cùng người anh họ nương tựa. Bên cạnh đó, dân tình còn chia sẻ thêm một bức ảnh Hiền Hồ mặc áo dài hồng được đại gia U60 thơm má cực tình cảm. Trong khi đó, bức ảnh Hiền Hồ mặc áo dài thân thiết bên CEO Hồ Nhân nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, dân mạng đã phát hiện ra khung cảnh trong bức ảnh này dường như là nhà riêng của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Cụ thể, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người em chúc Tết Hiền Hồ. Đáng chú ý, bày trí trong căn nhà có bức rèm cửa, bộ ghế sofa và những cành hoa đào thắm đượm hóa ra lại vô cùng thân quen khi từng xuất hiện trong bức ảnh trước đó. Chính điều này khiến nhiều người cho rằng Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân đã công khai đón Tết cùng nhau tại nhà riêng. Với chi tiết này, có lẽ bạn bè cũng đã biết được về mối quan hệ của Hiền Hồ và CEO của công ty dược Nanogen. Hiện tại, câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia liên tục xuất hiện các chi tiết phủ nhận lại phát ngôn chỉ là anh em nương tựa. Thậm chí mẹ vợ của đại gia này cũng đã lên tiếng. Dù không nêu rõ sự tình, song nhiều người vẫn đặt ra giả thiết về chia sẻ thâm sâu của lão Phật gia của tập đoàn Sơn Kim. Bà viết, im lặng là vàng. 1. Bà lão hôm nay nhận nhiều tin nhắn hỏi thăm bà lão về mấy bức ảnh nhạy cảm của con rể Hồ Nhân. Bà lão chọn giải pháp im lặng là vàng. 2. Bà lão có 5 người con, 5 dâu rể, 10 cháu nội và ngoại. 5 người con là 5 gia đình độc lập, có sự nghiệp riêng. Những người chủ của những gia đình đó chịu trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình họ. Bà lão có quan tâm nhưng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các con. 3. Về pháp lý, cho đến giờ phút này, anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. 4. Về hình ảnh, xem lại các hình ảnh, đấy là một gia đình hạnh phúc. 5. Đêm qua, hai cháu ngoại tâm sự buồn không muốn đến trường vì các bạn cứ vào điện thoại xem rồi xì xầm. 6. Tôi muốn hỏi những người đàn ông có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc. Mong các bạn đừng inbox hỏi thăm bà lão nữa nhé. Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội. Việc Hiền Hồ bị khui loạt ảnh thân thiết với đại gia giữa lùm xùm nữ ca sĩ Gen Z giật chồng đàn chị khiến nhiều người không ngừng đồn đoán.